Hôm trước công ty đã giới thiệu với bà con giống TO383 có khả năng kháng xoăn hủy. Hôm nay công ty sẽ dẫn bà con đi thăm cái ruộng TO383 của bà con dân tộc Chu. À, người Chu Ru hả? Dạ. À, người Chu Ru em lại nhớ đến ca sĩ gì? Giang Huy. À, đúng rồi, Giang Huy. Giang Huy. Giang Huy đấy.